Bây giờ chúng ta sẽ được hướng dẫn cách để phản ánh lên tài khoản kế toán, hay còn gọi là phản ánh lên tài khoản chữ T. Ở đây chúng ta sẽ được hướng dẫn một cách tổng quan từng bước một nhé. Đầu tiên, Kem sẽ phải nhớ lại cho chị cái tài khoản chữ T nó như thế nào. Tài khoản chữ T chính là hình dạng chữ T như thế này. Đây là hình mẫu của tài sản, hình mẫu của nguồn vốn. Hình mẫu của tài sản và nguồn vốn sẽ có hai cái gạch ngang ở đây. Còn chi phí và doanh thu thì nó chỉ đơn giản là một cái gạch, hai cái gạch chữ T này thôi, đúng không ạ? Một cái, một bên có số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, còn bên này không có số dư đầu kỳ cuối kỳ. Đây là cách chung của bốn tài khoản này. Bây giờ chúng ta sẽ đến từng bước một. Đây là ví dụ nếu như Kem làm xong. Khi mà người ta yêu cầu Kem phản ánh lên tài khoản kế toán ấy, thì trước cái bước phản ánh lên tài khoản kế toán đó, chúng ta đã phải có cái bước định khoản rồi thì chúng ta mới phản ánh được nhá. Ví dụ ở trong bài này, chị đưa cho Kem 3 định khoản kế toán và bây giờ đề bài yêu cầu hãy phản ánh lên tài khoản kế toán, thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1, Kem cần phải xác định xem là loại tài khoản là gì. Kem cần xác định cho chị nhá. Cần phát xác định là loại tài khoản là gì và có mấy tài khoản. Ở đây chúng ta sẽ có 112 là một cái này, 111 là một cái này, này lặp lại rồi này, 511 là một cái nữa này, 3331 một cái này, 641, 133 và 112 lặp lại rồi. Như vậy chúng ta sẽ xác định xem là bài này có mấy tài khoản cần phải kẻ. Bài này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 tài khoản cần phải kẻ. Và loại tài khoản của những cái tài khoản này là gì? Loại tài khoản tức là nó là chi phí, doanh thu, nguồn vốn hay là tài sản. 112 là tài sản này, 111 là tài sản hay là doanh thu, 3331 là nguồn vốn, 614 là chi phí, 641 là chi phí, 133 là tài sản. Như vậy chúng ta đã xác định được số tài khoản và loại tài khoản của những cái này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ dạng chữ T. Chúng ta kẻ dạng chữ T như sau. 112 là dạng chữ T của tài sản, 111 là dạng chữ T của tài sản, 511 là dạng chữ T của doanh thu và 3331 là dạng chữ T của nguồn vốn, 641 là dạng chữ T của chi phí kẻ như thế này, còn 133 là dạng chữ T của tài sản. Đối với video ví dụ này, chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn mỗi loại một cái nhé. Tài sản chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn cái 111 này. Nguồn vốn chị kẻ mẫu cho các bạn cái 3331 này. Chi phí kẻ mẫu 641 và doanh thu chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn 511. Mỗi một loại chị kẻ mẫu một cái. Còn đối với những cái bài tập của các bạn, các bạn ứng dụng nó, các bạn đối với những cái loại cùng loại với nhau nó sẽ kẻ giống nhau. Tức là 112 nó sẽ kẻ giống, cách tư duy của nó giống với 111, sẽ giống với cái 133 này. Cùng một loại nó sẽ có cách tư duy giống nhau. Thế nên là chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn mỗi loại một cái nhé. Đầu tiên chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn tài sản trước. Chị kẻ mẫu cho các bạn tài khoản 111 này. 111 sẽ có hình dạng như thế này. Tài sản sẽ có hình dạng như này. Đầu kỳ, cuối kỳ, ghi bên nợ. Em học trên lớp em còn nhớ là bên trái là bên nợ đúng không ạ? Bên phải là bên có. Chị ghi như thế này để các em nhớ thôi nhá. Còn bài thi chúng ta sẽ không được ghi nợ có đâu. Chúng ta sẽ ghi như thế này thôi. Còn bây giờ chị ghi để các em nhớ bên, nhớ tên của nó. Trái là nợ, phải là có. Tài sản sẽ có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ ghi bên nợ, đúng không ạ? Rồi, nhìn là cách làm tiếp theo này. Bước 3, kẻ xong dạng chữ T rồi. Bây giờ bước 3 là chúng ta sẽ điền số dư đầu kỳ và phát sinh nợ có. Trong bài này của chị Linh thì chị không cho số dư đầu kỳ. Đối với những bài toán mà không cho các em số dư đầu kỳ, các em sẽ ghi cho chị là một ẩn số, là ẩn xxx. Đối với bài người ta không cho thì mình sẽ ghi là một ẩn. Còn đối với bài mà người ta cho các em số dư đầu kỳ thì các em sẽ điền số cụ thể vào đây cho chị nhé. Rồi tiếp theo này, nghiệp vụ số 1, các em nhìn xem nghiệp vụ nào có số 111 ở trong đấy. Nghiệp vụ số 1 xuất hiện có tài khoản 111, 100 đúng không ạ? Cách làm như sau. Có tài khoản thì chúng ta sẽ điền cái số 100 này vào bên cột có của 111. 100 các em điền vào đây và ghi dẫn chứng bên cạnh là nghiệp vụ số 1.
định khoản vào chữ gì thì chúng ta sẽ ghi cái số đấy vào bên đó. Có tài khoản 111100, định khoản có, ghi số vào bên có và ghi dẫn chứng bên cạnh là nghiệp vụ số 1. Nghiệp vụ số 2, nợ tài khoản 111220, chúng ta kẻ luôn vào cái này là 220 xuất hiện ở nghiệp vụ số 2. Dẫn chứng ghi ở bên rìa nhé, dẫn chứng ghi bên rìa, được không ạ? Ở nghiệp vụ số 2 xuất hiện 111, các em không kẻ thêm một cái 111 nữa nhé, mà các em chỉ kẻ vào một cái này thôi. Trong cái này nó có cả nghiệp vụ 1 và có cả nghiệp vụ 2 luôn, chứ các em không được tách ra là hai cái tài khoản 111 nhé. Kẻ gộp chung vào một cái như thế này thôi. Rồi, như vậy là xong rồi, 1 rồi, 2 rồi, 3 không có thì mình sẽ không kẻ thêm nữa. Sau khi các em đã điền xong số đầu kỳ, điền xong phát sinh nợ và phát sinh có, bây giờ các em sẽ tính cho chị số dư cuối kỳ của tài sản và nguồn vốn. Cái này thuộc tài sản đúng không ạ? Chúng ta sẽ có công thức tính số dư cuối kỳ của tài sản bằng số dư đầu kỳ cộng với phát sinh nợ trừ đi phát sinh có. Như vậy, thay số vào đây, đầu kỳ của các em là xxx là số ẩn này, cộng với bên nợ là 220 trừ đi bên có là 100, đúng không ạ? Theo công thức chúng ta sẽ làm như thế này. Nhưng mà bởi vì đây là ẩn, thế nên là chúng ta cũng không tính được số này. Chúng ta sẽ để ở đây là y. Đối với đầu kỳ mà họ không cho số thì chúng ta sẽ không tính được cuối kỳ. Chúng ta sẽ ghi ẩn ở đây là ẩn y. Đây là cách trình bày đối với dạng bài không có số dư đầu kỳ nhé. Và nếu như bài toán của các em có số dư đầu kỳ thì chỗ này các em sẽ tính được ra ẩn y theo công thức của chị nhé. Nếu đầu bài có cho đầu kỳ thì các em hoàn toàn tính được số dư cuối kỳ và các em điền nốt nó vào đây là được. Rồi chị sẽ kẻ mẫu cho các em nguồn vốn 3331. Kẻ mẫu nguồn vốn nào. Các em sẽ kẻ tài khoản 3331 giống như chị này. 3331. Đối với nguồn vốn đầu kỳ và cuối kỳ chúng ta sẽ ghi nó ở bên có. Bài này cũng không cho số dư, như vậy đầu kỳ là xxx. Nhìn vào nghiệp vụ 123, chỗ nào xuất hiện 3331? Nghiệp vụ số 2 xuất hiện 333120, có tài khoản 3331, chúng ta sẽ điền 20 vào bên có, bên trái, bên phải là bên có. Dẫn chứng nghiệp vụ số 2. Hết rồi. Như vậy đầu kỳ người ta không cho thì các em cũng không tính được cuối kỳ, vì vậy ở đây chị tiếp tục ghi là y. Nếu như các em muốn tính số dư cuối kỳ của nguồn vốn, các em có thể tính được bằng cách lấy số dư đầu kỳ cộng với phát sinh bên có trừ đi phát sinh bên nợ, đúng không ạ? Đây là công thức của cuối kỳ đối với tài sản. Đây là công thức của cuối kỳ đối với nguồn vốn. Bởi vì trong bài này người ta không cho đầu kỳ nên là chị không tính được cuối kỳ. Còn nếu như bài toán của các em đề bài cho số dư đầu kỳ thì các em sẽ tính được số dư cuối kỳ theo công thức này nhé. Rồi tiếp theo, chị sẽ kẻ mẫu cho các em 511 là tài khoản doanh thu. Doanh thu sẽ không có số dư đầu kỳ và không có số dư cuối kỳ. Nó kẻ đơn giản chỉ là hình chữ T như thế này thôi, được không ạ? Rồi không có đầu kỳ, không có cuối kỳ thì đơn giản rồi. Nhìn xong các nghiệp vụ xem chỗ nào xuất hiện 511. Nghiệp vụ số 2 ghi có tài khoản 511200. Chị ghi 200 vào bên cột có, nghiệp vụ số 2. Xong, hết rồi, đúng không ạ? Tiếp theo, chi phí chị sẽ kẻ mẫu cho các bạn tài khoản 641. 641 xuất hiện ở nghiệp vụ số 3, nợ tài khoản 641-50. Ghi dẫn chứng nghiệp vụ số 3. Hết rồi. Như vậy là các em có thể thấy việc kẻ chữ T rất là đơn giản đúng không ạ? Cái quan trọng là các em có định khoản đúng hay không. Nếu như các em định khoản đúng thì việc kẻ chữ T chỉ là phần các em chép lại thôi, tổng hợp lại và chép lại. Và nhớ rằng chúng ta sẽ kẻ làm sao mà nó đủ các cái phần tài khoản như thế này nhé. Các em phải đếm xem là chúng ta có đủ bao nhiêu tên tài khoản thì có bấy nhiêu cái tài khoản các em cần phải kẻ. Những cái tài khoản cùng loại với nhau thì sẽ có nguyên tắc kẻ giống nhau. Chị đang làm mẫu cho các em một số những cái tài khoản mẫu ở đây. Tài sản một cái, nguồn vốn một cái, chi phí một cái, doanh thu một cái. Và để trước khi kết thúc cái video này, chúng ta hãy có một cái lưu ý với nhau, một điều như sau này. Có một điều các em cần phải lưu ý đối với riêng chi phí và doanh thu nhé. Chi phí và doanh thu ngoài cái việc
mà nó không có số dư đầu kỳ và không có số dư cuối kỳ thì nó có một điểm cực kỳ đặc biệt, đấy là khi mà các em nhìn thấy bên nợ của nó bằng với bên có, tức là nếu như cái định khoản của chị, định khoản sau chị kẻ chữ T mà nó có bên trái cũng là 50, bên phải cũng là 50 thì có một điều đặc biệt xảy ra là các em sẽ khóa sổ kế toán. Em sẽ gạch chéo và ghi tổng hai bên như thế này. Được không ạ? Nếu khi, chỉ khi nhá, chỉ khi bên nợ bằng với bên có trong một bài toán của các em thì các em sẽ khóa sổ, gạch ngang, gạch chéo, khóa sổ, ghi tổng 50, tổng 50. Bên này, doanh thu cũng vậy. Nếu như các em nhìn thấy tổng nợ bằng tổng có thì các em sẽ khóa sổ kế toán tổng 200, tổng 200. Đúng không ạ? Đối với doanh thu và chi phí thì chúng ta sẽ có thêm bước khóa sổ nữa, khi và chỉ khi bên nợ bằng bên có thì mới khóa sổ. Còn nếu như vừa nãy, nếu như vừa nãy là như thế này, bên nợ của chúng ta 50, bên có bằng 0 thì chúng ta sẽ không khóa sổ nhá, chỉ khi nào nó bằng nhau thôi.